Xong mình. Bây giờ mình tới với con nha. Anh thấy nó buồn lắm. Sơn. Sơn à. Sơn con. Sơn à. Con nên bình tĩnh lại đi mà. Con nghĩ lại đi con. Nếu như ba mẹ không nhận con, rồi không nuôi con tới giờ, thì con sẽ ra sao? Ba má buộc lòng phải giấu ai là mẹ ruột của con. Chủ yếu là má muốn tốt cho con thôi mà Sơn. Đúng đó con. Dù không muốn thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ con đã biết mẹ của con là một người điên. Trời Sơn ơi. Sơn à, con đừng có nghĩ mông lung như vậy nữa mà. Trước hết á, là bây giờ con phải tập trung vô con học. Sắp tới mùa thi rồi. Khi mà con thi xong á, thì ba má sẽ chiều con hết á. Con phải học giỏi để không phụ lòng mọi người. Ba mẹ lúc nào cũng nghĩ về con. Ba con nói đúng rồi đó. Biết đâu lúc mà con học giỏi, con thành tài rồi thì mẹ con hết bệnh. Lúc đó má sẽ cho con toàn quyền quyết định. Dù trong hoàn cảnh nào, hay là sau này có ra sao, thì ba mẹ vẫn coi con là con của ngài nào. Ừ. Trời ơi, mày là con của bà điên. Mẹ mày là bà điên. Dòng máu điên ở trong người mày đó. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Sơn à, con hãy bình tĩnh lại nghe lời má nha Sơn. Bây giờ là lúc con phải đối diện với sự thật. Kệ nó, ai muốn nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm. Cứ bình tâm mà lo học nha con. Nghe lời má đi mà. Con không muốn nghe gì nữa. Bà má, để cho con yên có được không? Con nè, con là con của một người điên. Con có chồng máu điên. Sơn. Sơn. Sơn ơi. Sơn. Sơn. Sơn ơi. Sơn. Sơn. Sơn con. Sơn. Con. Về trường cao thì trong lớp 12A không ai hơn được mình đâu.
nhớ. Chết rồi. Sao càng ngày càng dược khung vậy nè. Phải nhìn ăn mới được. Hình như lúc này mình ăn nhiều quá nên lên ký nè. Thủy Chi, bà ăn nhậm như vậy hả? Bà dễ thích công lắm á. Ăn đi. Ừ, mình đã đắp giặt lắm, ăn cái này dễ thích công lắm. Tôi ăn với cái thứ này, rất cân hả? Trời đất ơi, sao càng ngày càng dít dây ra vậy nè. Thiệt là nguy rồi. Ê, có cuộc thi hoa khôi học đường nè. Mình sẽ tham gia. Rồi nhất định mình sẽ đại dương miệng cho coi. Vậy là mình phải thực hiện chiến dịch giảm cân từ giờ phút này mới được. Con à. Dạ. Mẹ vô được không con? Dạ được. Mẹ, xuống ăn cơm con. Dạ, con không thấy đói. Khi nào con đói con xuống ăn cơm nha mẹ. Con à, ăn uống là phải điều độ mới tốt. Không nên nhịn, rồi lại ăn bù. Không có tốt nha con. Mẹ xuống nhận cơm nha. Dạ. Lại ăn. Nhìn người ta đi thăm bệnh mà má thấy tủi cho ba con. Thôi má, đừng nhìn tới người khác. Mỗi nhà mỗi cảnh mà má. Tiền của mình cũng còn chút đỉnh thôi. Ngày mai đóng viện phí, rồi lại tiền ăn, tiền thuốc. Vậy là hết. Má không biết phải tính sao đây. Phải làm cái gì để có tiền, chứ không thể như vậy hoài. Hay là con tạm thời ở đây chăm sóc cho ba con nha. Má về dưới chạy vài chút tiền để lên đây lo cho ba con. Mình phải nghỉ học à? Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên lắm. Mình là đứa xuyên nhất lớp mà. Hay là con tạm thời ở đây chăm sóc cho ba con nha. Má về dưới chạy vài chút tiền để lên đây lo cho ba con nha. Má đừng lo quá. Ngoài giờ học con sẽ kiếm thêm việc gì đó để phụ với ba má nha. Hay là con nghỉ học một thời gian, má về dưới nhà coi sao rồi tính tiếp. Không được đâu con ơi, để má tính. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 La Mã, thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương. Số 1 nhỏ, Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh. Chúng ta bắt đầu nghe các em.
Dạ. Sao em không tập trung nghe giảng bài và ghi bài? Em có ghi bài mà cô. Rất là có nhiều em không tập trung và chú ý. Nếu mà còn tiếp diễn, cuối giờ cô sẽ phê vào sổ đầu bài đó nha. Này hôm nay làm sao vậy? Cô vừa mới nhắc nhở là các bạn đã ồn ào rồi. Dạ. Dạ thưa cô, cô có 1, còn tụi em có 10, 20, bình phương mà cô. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn tiết B. Đến cuối giờ mà còn như vậy nữa, tôi sẽ cho tiết C. Dạ thưa cô, tụi em xin lỗi. Con có sao không vậy? Sao hôm nay đi học về rồi lên nằm luôn vậy? Nè, ra rửa mặt rồi đi ăn cơm con. Chút nữa con ăn sao nha mẹ? Tự nhiên rồi ăn kiêng giữ eo như vậy không có tốt đâu đó. Kệ con đi, con biết con phải làm gì mà. Nè, ra ăn một chút đi con. Hôm nay con ăn ít lắm đó. Làm sao mà có sức học được con? Mẹ xuống mẹ dọn cơm nha. Dạ. Thật ra mình cũng đâu có lên cân đâu. Tại mình chỉ muốn thon thả một chút thôi mà. Nhã Tâm hôm nay đi học bị nhắc nhở hơi nhiều. Chắc là yêu rồi đây. Không lẽ là thằng ngoại bảo. Còn Hải Long nữa. Hình như
Mà thôi, để mình giật giải cuộc thi qua khôi học đường. Lúc đó mình lên TV rất là nhiều, rồi các bài báo sẽ giật tích tên của mình nữa. Để rồi xem mình thích ai mà người đó không chết như mình chứ. Thôi bây giờ mình ngủ một giấc, ăn một chút rồi đi học. Ra ngoài bằng cách kiếm tiền để chăm sóc cho ba con. Mười hai A dạo này nhiều thầy cô phàn nàn lắm rồi đó nha. Thưa cô, lớp tụi em bị lũ quét đó cô. Vừa bị lũ quét vừa bị bão nữa, chắc kỳ này lớp mình khổ lắm đây. Mọi người ơi, trật tự đi. Đang trong giờ học mà. Hoài Bảo, ông muốn lấn sân chắc. Lớp trưởng không lên lớp tụi này thì thôi, mà tại sao Hoài Bảo lại nhắc chứ? Ừ, đúng rồi. Hoài Bảo thay lời muốn nói đó mà. Sao vậy? Bữa giờ để thầy cô nhắc nhở hoài à? Thì bà với lại Hoài Bảo nhắc các bạn cũng được mà. Hay là bị yêu rồi cũng nên. Cô ơi,
Dạ. Tôi có chuyện phải ra ngoài một chút. Phiền cô trông chừng ông ấy giùm tôi. Tôi sẽ quay lại ngay. Dạ được, bác cứ đi đi. Để cháu trông giúp bác cho. Cảm ơn cô. Dạ. Trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Trời ơi, mấy ông bà bị nhiễm văn chương của lớp trưởng rồi hả? Mấy bạn đã cho cô giảng bài hết đi chứ. Bộ tính thay thế lớp trưởng hả? Chào cô. Chị Tề Mai. Dạ thưa cô, tôi đọc báo thấy nhà mình cần người giúp việc đúng không cô? May quá, tôi đang cần người giúp việc đây. Lúc trước cũng có hai người tới nhưng mà tôi không có ưng. Chị vào nhà đi. Dạ. Vô đi. Chị ngồi đi. Dạ. Xin lỗi, nhìn chị cũng không đến nỗi nào hết. Tại sao chị lại làm công việc này? Dạ, chồng tôi bị bệnh. Mà tôi đọc báo thấy ở đây tìm người làm bán thời gian. Tôi nghĩ là hợp với hoàn cảnh của mình, cho nên tôi đến đây để xin việc đó cô. Trời đất, chồng của chị bị bệnh hả? Vậy làm sao chị làm việc được? Dạ được chứ cô. Tôi hứa với cô là khi mà cô nhận tôi vào đây làm thì tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì tới công việc ở đây hết. Nhưng mà chị có thể làm việc ở nhà tôi vào lúc nào thì được. Dạ, bất cứ lúc nào cô cần. Thưa cô, tôi có mang theo chứng minh nhân dân, cô giữ làm tin. Tôi không biết là chị có thể sắp xếp để làm việc ở nhà tôi được hay không. Chứ tôi thấy cái chuyện mà chồng chị bị bệnh như vậy á, chắc là cũng sẽ ảnh hưởng dữ lắm đó. Thú thiệt với cô, bây giờ tôi không còn cách nào khác hết. Chồng tôi đang là lao động chính trong nhà. Giờ nằm một chỗ, rồi các con tôi còn nhỏ quá. Chi phí rất là nhiều, tôi không biết phải xoay sở sao nữa đó cô. Nếu như cô giúp được tôi thì tốt quá. Thôi được rồi, thấy hoàn cảnh của chị cũng tội quá, tôi cũng không đành nữa. Bao giờ thì chị có thể bắt đầu được? Dạ, nếu như cô nhận, tôi có thể làm ngay bây giờ được. Ngay bây giờ? Dạ. Coi như ngày hôm nay chúng ta thử việc nha. Dạ. Chị ra nhà sau dọn dẹp đi. À dạ. Quên nữa, tôi sẽ trả công cho chị theo ngày, được chứ? Dạ, cảm ơn cô. Chị à? Dạ. Chồng của chị bị bệnh gì vậy? Dạ, chồng của tôi bị đột quỵ. Hiện tại đang bị liệt nửa người thưa cô. Xin phép cô tôi đi làm việc.
Chị à. Dạ. Chị sắp xếp công việc sao cho hợp lý nha. Tôi thấy chị làm việc được đó. Dạ, cảm ơn cô. À, ủi đồ cho tôi luôn nha. Dạ. Mà cô ơi, cô có cần người nấu ăn không? Tôi có thể nấu ăn được. Ồ, chị nấu ăn được hả? Dạ. Vậy thì đổ trong tủ lạnh đó, chị nấu thử xem sao. Dạ. Chị làm nhanh thiệt đó. Chỉ có mấy tiếng thôi mà đã xong xuôi hết việc rồi. Dạ, ở nhà tôi cũng thường hay làm việc này chị à. Nhiều đồ ăn ngon quá. Thank you.
Con sao vậy? Hả? Con đói quá. Mà con trước. Mà con mắc nghẹn rồi phải không? Chờ mẹ tí. Nè con, uống nước vô. Đỡ không con? Đỡ nhiều không con? Con đỡ rồi. Nè, mai mốt ăn uống cho đàng hoàng. Đừng có ăn dội như vậy nghe chưa. Rồi mắc nghẹn nghe không con? Nè, con sao vậy? Mẹ. Thấy chi? Con không thở được. Con sao vậy? Mẹ. Đi con, mẹ đưa con đi bệnh viện. Đi. Con ơi là con, chắc là con bị đau bao tử rồi đó. Ăn uống thất thường quá mà. Cô ơi, con tôi có sao không vậy cô? À, bé bị suy nhược cho nên cần phải truyền đường và khoáng chất. Con tôi bệnh nặng vậy sao? Dạ. Vậy phải truyền bao nhiêu chai vậy cô? Khoảng 2 chai thôi là cô ấy khỏe lại. Bà có đem theo thẻ bảo hiểm không? À, không có. Ờ, nếu vậy thì chút nữa bà qua phòng gặp tôi. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Không có sao đâu con. Con ổn là tốt rồi. Thôi, nhắm mắt ngủ một chút đi. Tỉnh dậy là thấy khỏe thôi mà. Nghe. Dạ, con biết rồi mẹ. Ừ, ngủ đi con. Lớp trưởng lại gặp Mai nữa rồi. Chỉ bị nhắc nhở thôi chứ không có ghi vô sổ đầu bài. Thì lớp trưởng không tập trung mấy ngày nay chứ đâu có quậy như tụi mình đâu. Ê, không có đánh rồi nha. Về mặt phong trào văn thể, lớp 12A đạt thành tích cao nhất. Hay ho gì chứ. Vậy thứ hạng cao chắc là do cộng nhiều điểm đấy mày. Đề nghị tuyên dương em Lê Quốc Thắng đã đạt thành tích trong học tập và phong trào của tháng. Nhờ có ông á mà tháng này lớp mình không có bị phạt. Lớp mình học tốt mà, mình có làm gì đâu. Mời em Lê Quốc Khánh lên bục để nhận phần thưởng giải học sinh xuất sắc của tháng. Khánh, lên đi. Có tao, nó sẽ không được giải này đâu. Mà là tao. Thằng Khánh á, nó có thành tích học tập. Còn mày á, có gì mà xuất sắc đâu, đừng có mơ. Mời thầy hiệu trưởng lên trao phần thưởng. Không thèm nghe nữa. Dạ em cảm ơn thầy. Thì nhỏ như con thỏ. Để rồi coi. Mày làm gì camera qua vậy? Tao thấy ghét. Ghét cái mặt nó kìa. Nó sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tháo ra, tháo ra. Thầy giám thị tới kìa Long. Đây không có giỡn. Vô trong kia gặp tôi một chút. Giỡn lại gặp nạn rồi. Cho nán nữa. Tại mày. Em có biết là tôi kêu em ra đây để làm cái gì không hả? Dạ làm sao em biết thầy kêu em ra làm gì thầy? Trong giờ sinh hoạt dưới cờ em không có tập trung. Dạ làm sao thầy biết em không tập trung? Em có nghe mà thầy. Em có nghe hả? Em có tập trung dạ. Hả? Tôi thấy em nghe điện thoại suốt. Tập trung cái nỗi gì? Thầy không bắt được quả tang á, thầy đừng có vu khống em thầy. Em viết ngay bản kiểm điểm về chuyện này cho tôi, nghe chưa? Em đưa cái điện thoại ra đây cho tôi. Lẹ lên. Đưa ra đây, lẹ lên. Cái này là cái gì đây hả? Em là có nhiều tội lắm nghe chưa? Dám chống lại giám thị hả? Lên văn phòng tôi.
sao? Hay là định mời ban giám hiệu tới đây để tôi lập biên bản trừ điểm thi đua của lớp hả? Tức ghê á, biết vậy hồi đầu á tao cất tay phone cho ông không lập biên bản rồi. Ai mà biết á, thầy giám thị kêu mày ra đâu. Mà mày nói gì với thầy vậy? Thì tao nói là không có phục khi ông bắt quả tang tao. Vậy ngay từ đầu mày nói sao? Thì ông hỏi tao như tra vấn vậy đó, hỏi tùm lum tùm la hết á. Phải chi á, mày năn nỉ ổng là được rồi, ai biểu mày cãi lại ổng chi. Cái gì? Mày kêu tao năn nỉ ổng hả? Ừ. Đừng có mơ. Mà tao cũng tức mày ghê á. Ủa? Sao tự nhiên mày tức ngược lại tao? Hay mày muốn... Tao bị thằng bốn mắt đó làm tức điên lên rồi đó. Ê, tự dưng á, mày bẻ vô lá qua tao là sao vậy? Thôi, tao với mày á, ghé vô đây uống nước đi rồi tính. Thôi, chiều tao còn đi học nữa. Tao không đi đâu. Có phải mày không vậy? Nếu mà mấy cái chuyện bữa trước á, không có tao ăn ủi mày á, thì làm sao mày lấy lại phong độ như vậy? Còn bây giờ tự dưng tao có chuyện á, thì mày lại án binh bất động như vậy chứ. Tao đang mệt mỏi, mày để tao yên coi. Tao không có chịu được. Mày nghĩ coi, tại sao lại như vậy chứ? Ủa, mày sao vậy? Ủa, cái đầu mày á, bộ mày không thấy chuyện gì sao? Chuyện gì? Thì trong cùng một ngày, thằng bốn mắt đó thì được tuyên dương trước toàn trường. Còn tao á, thì bị lập biên bản, bị kiểm điểm. Vậy là sao hả? Tao không thấy ai giống như mày hết á. Mày nghe đây nè, tại vì mày với nó là hai thành tích khác nhau, chứ có cái gì đâu. Vậy mà cũng không hiểu nữa. Tao không cần biết. Mày phải tìm cách bằng mọi cách phá nó cho tao. Mày bỏ qua chuyện đó cho tao đi. Ít ra thì cũng trong lúc này. Không cần biết. Nếu mà mày không tìm cách phá nó đó, thì tất cả mọi người sẽ biết mẹ ruột của mày là bà điên đó. Mày im đi có được không? Sơn, mày ngon quá ha. Được rồi, mày nhớ đó. Mày tha cho tao có được không? Tao còn tâm trí nữa đâu mà phá người khác chứ. Mày hiểu không hả Long? Thì tình, mày giúp tao nhiều thứ, nhưng sao về nhân cách mày không bằng Quốc Khánh nữa. Mày im miệng lại đi. Chào các em. Mời các em ngồi. Dạ thưa cô, bữa nay ở trên bảng dày đặt danh sách tội phạm. Sao tuần này các em vi phạm nhiều dữ vậy? Hải Long, mày làm gì vậy? Ê, tao đồn tin mẹ mày bị giật. Mày có im đi không? Mày muốn tao im á, thì mày phải có ý kiến đi. Ban can sự lớp đâu? Cử bạn điều khiển buổi họp đi, rồi chúng ta sẽ bàn về tình hình lớp. Nhã Tâm, lên điều khiển đi. Lớp phó văn thể lên đi. Thưa cô, em có ý kiến. Mời em. Em thấy cô và các bạn làm như vậy là thiệt thòi cho bạn Hải Long quá. Nói cái gì vậy Sơn? Sao lại nói cô như vậy? Em nói như vậy là sao? Khi chưa có bạn Quốc Khánh, lớp ta có bạn Hải Long, xuất sắc trong các phong trào thể thao, đội trưởng đội bóng đá. Cô và các bạn đã làm mất cơ hội của bạn ấy. Thôi mày ơi, mày nói làm gì? Vậy thì tao ngồi xuống nha. Mày ngu quá, nói đi. Mày đang nói tốt, nói tiếp đi. Lớp mình, em thấy có tâm lý, có mới nới cũ. Nếu không đưa bạn Khánh vào ngày chính hôm thi đấu đó, thì bàn thắng đó đáng lẽ là thuộc về bạn Hải Long. Dạ thưa cô, từ trước tới giờ bạn Hải Long là một cây bóng đá của lớp. Bà bị sao vậy? Sao bữa giờ bà khó hiểu quá vậy? Chuyện này đã khép lại từ lâu lắm rồi mà. Nhưng trong em có gì đó không yên. Em muốn biết bạn nào đề bạt bạn mới, bỏ bạn cũ. Thôi được rồi, cô sẽ cho lớp chúng ta một buổi họp
để giải quyết những khúc mắc trong lớp. Các em cũng nên ghi ra giấy những khúc mắc của mình. Có chuyện gì xảy ra với Nhã Tâm? Thấy con bé khác lạ, mình phải tìm hiểu. Cuối năm rồi mà lớp lại xảy ra đủ chuyện như vậy. Các em nên nhớ, chính cô đã đợi Quốc Khánh vào đội trong thời điểm quan trọng nhất. Ê, hôm bữa bài tập trên bảng tao chép chưa có kịp, mày cho tao mượn chép đi. Nhã Tâm rồi. Hả? Bà có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì bà phải nói cho tôi biết chứ. Chẳng những tôi mà Hoài Bảo cũng lo lắng cho bà lắm á. Không có gì đâu mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Con đường rộng mở, khung trời xanh mai truyền thân yêu. Dọn lề trên mi núi tìm bạn bè ta ta biết nhé. Lưu một ngày xanh sẽ qua dần với tuổi mộng mơ, mang nỗi niềm viễn rộng mênh mông. Cất tiếng hát cho bạn bè ngôi trường thân yêu. Cất tiếng hát cho hành trình với cuộc đời.